chạy xe thì biết Linh Bình với cả Thanh Hóa là nó nhiều đá nhất, nhưng mà còn thực tế là nó là đá loại gì thì mình không không phải chuyên môn, mình không. Ôi các chú anh hộ cháu tí. Ok, ngon là đấy cái ngã này. Chú hơi một mình luôn à? Đừng đặt, đừng đặt đằng trước có quét chứ. Đừng lên để vỡ cạnh là được. Tưởng nó nặng mà nó không nặng cháu là bỏ tầm đấy rồi. Không chở cái gì. Cậu không biết, cậu không biết có gì nói rồi đây. Nhẹ phèo. Quay gì? To. Cái này là anh em nó tiện xin xí nhất. Công tay làm bao giờ là máy này. Nhiều khi anh về cái chỗ đoạn gần siêu thị Bắc Giang đi đường Tân Minh, nó nghe tiếng máy đá nó chạy cả đêm rồi, nhưng trước nó lập trình nó cứ là chắc thế, nhưng em nghĩ nếu mà là nghiêm công lắm nó phải bây giờ chơi lập trình ấy, nó tự từ đấy phải động tay bao giờ. Lúc gì thương đấy, nó như đấy, đấy là anh em ở bên Hàn đấy chẳng hạn, cái máy tiện CNC đấy nó lập trình thì nó thành ấy rồi. Đấy bọn gỗ thì dạng thế đấy, bọn gỗ thế anh bảo 10 cái như một chục đấy. Gỗ thì kiểu thì có cái là cái lưỡi của thằng đá khác, lưỡi của thằng gỗ khác.